Tết Trung Thu đã có từ lâu đời, cũng không ai biết rõ Tết Trung Thu bắt nguồn từ đâu. Nhưng đây là dịp để cả gia đình để sum họp, để cùng ăn bánh và cùng thưởng thức bánh Trung Thu trong trẻo và bầu không khí ấm áp của đêm rằm đến với mọi nhà. Và như mọi miền quê trên đất nước Việt Nam, Trung Thu ở Tuyên Quang được tổ chức chủ yếu cho thiếu niên nhi đồng với những hoạt động múa lân, múa rồng, rước đèn ông sao. Và trong những năm trở lại đây, Trung Thu ở Tuyên Quang được đông đảo bạn bè, du khách gần xa, trong nước cũng như ngoài nước biết đến với những hoạt động giữa mô hình khổng lồ độc đáo riêng có và đã xác lập được các kỷ lục Guinness Việt Nam như đêm mùa Trung Thu có nhiều mô hình lớn nhất, có mâm cỗ Trung Thu lớn nhất, kỷ lục Guinness được xác lập cho cặp đèn kéo quân lớn nhất Việt Nam. Chào mừng kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9. Hôm nay trong niềm vui hân hoan phấn khởi chào đón lễ hội Tuyên Quang 2020 và tổ chức các hoạt động mở ra Tuyên Quang trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Chào mừng năm học mới 2020-2025, Ủy ban Nhân dân phường Thuận Thiết long trọng tổ chức đêm hội vui Tết Trung Thu phường Thuận Thiết năm 2020. Đây là hoạt động văn hóa lớn, thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền và đông đảo nhân dân đến thế hệ trẻ, thế hệ tương lai của đất nước tìm và phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của địa phương. Vâng, kính thưa quý vị, đến tham dự Trung Thu với đêm hội vui Tết phường Trung Thu phường Văn Thiết ngày hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và đặc biệt chào mừng sự hiện diện của các quý vị đại biểu khách quý. Đại biểu thành phố Tuyên Quang trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, xin nhiệt liệt chào mừng. Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố. Trân trọng giới thiệu các đồng chí là lãnh đạo các ban đảng, văn phòng thành ủy, phòng văn hóa thông tin thành phố, trung tâm văn hóa truyền thông và thể thao thành phố Tuyên Quang. Về phía đại biểu trưởng, trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Thái, thành ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân phường, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Trân trọng giới thiệu đồng chí Thái Nguyên, phó bí thư thường trực đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân phường, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
học mới. Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố có một phần quà tặng đồng chí Nguyễn Đình Xuân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố sẽ cùng đại diện báo để trao tặng những món quà ý nghĩa dành cho mẹ của những đồng chí và thủ đô Phan Thiết và một nét đẹp phá cố trung thu. Một chương trình của chương trình ngày hôm nay trân trọng kính mời. Bánh trung thu bên mẹ cha với lại ông bà.
được cảm ơn hàng 14 tổ dân phố sinh hoạt của vườn vật thiết đã mang đến cho đêm hội chúng ta. 14 tổ dân phố sinh hoạt và ý nghĩa, xin được cảm ơn.